Hello và rất là hân hạnh được chào đón tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Âm Thanh Số. Và rất là nhiều những câu hỏi đặt ra cho Thế Giới Âm Thanh Số rằng đây là đơn vị bán hàng, bán những bộ âm thanh karaoke gia đình. Liệu bên bạn có những cái sản phẩm có thể vừa chơi được trong gia đình mà vừa có thể mang ra ngoài trời, mang ra hội trường và đặc biệt là sử dụng trong những cái không gian mở lớn để phục vụ cho những cái bữa tiệc? Thì ở đây bên em đang phối ghép với một bộ dàn combo karaoke với sự xuất hiện của hai đôi loa, một con loa siêu trầm, một chiếc đẩy D800 Pro, một phiên bản KM360 và một bộ mic không dây VK321 sẽ là những cái sản phẩm giúp cho chúng ta có thể mang bộ sản phẩm này mang ra ngoài trời và sẽ có được một không gian âm nhạc, một chất âm nó vô cùng mạnh mẽ và tuyệt vời. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với hai đôi loa full trước. Với cặp loa full V-Watt C12 thì dòng loa này sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự mạnh mẽ và một cái sự uy lực rất là lớn. Với thiết kế vỏ thùng như thế này thì nó sẽ sẵn sàng cho chúng ta mang đi mang lại, lắp ghép ở những cái không gian khác nhau mà chúng ta sẽ không sợ bị bẩn, bị xước. Và loa full là một trong những cái dòng loa chuyên dụng có thể cho chúng ta được những cái lời hát karaoke cũng như là xử lý những bản nhạc điện tử. Nó sẽ được sắc nét, mạnh mẽ và đặc biệt là cái sự bền bỉ của những cặp loa full thì rất là lớn. Chúng ta sẽ thường thấy ở những cái sự kiện lớn, những cái show ca nhạc và những cái chương trình mà có thể tổ chức ở ngoài trời thì 100% đều có loa full hết nha các bác. Và cặp loa này thì giá trị là 9.500.000 đồng và em đang phối ghép hai đôi này thì nó sẽ rơi vào tầm 19 triệu. Tiếp theo là chiếc loa siêu trầm. Loa siêu trầm để làm gì? Để chúng ta sẽ khuếch đại được những cái âm thanh ở giải tần số thấp và những cái bản DJ remix, những cái phần hát karaoke của chúng ta chắc chắn là sẽ cần phải có loa siêu trầm để tăng độ uy lực và mạnh mẽ. Và thứ hai nữa là nó sẽ có một cái sự chi tiết khi chúng ta sẽ nghe đầy đủ tất cả các giải. V-Watt S1800 cũng là một trong những cái dòng loa trầm mà có thể cho chúng ta cái khả năng mà di chuyển nhiều lần, mang đi thoải mái, chúng ta sẽ không sợ bị xước, bị móp, bị hỏng. Cái găng sắt rất là lớn này. Con này thì được tính bát 40 và công suất max có thể lên tới 1000W để chúng ta chơi thoải mái ở những không gian lớn nhé các bác. Trên đây thì đang còn có một cái cọc để chống loa full. Nếu như chúng ta sử dụng hai chiếc loa siêu trầm thì chúng ta có thể dùng cái này để làm chân loa luôn, là một cái cọc đưa lên như thế này thì chúng ta sẽ cắm được loa full vào. Tiếp đến là bộ máy. Bộ máy này thì có một chiếc đẩy 2 kênh phiên bản D800. Tại sao em dùng hai đôi loa mà em lại sử dụng một chiếc đẩy 2 kênh? Tại vì cái công suất con đẩy D800 này sẽ rất là lớn, rất là khủng, và cái sự bền bỉ cũng như là sự khuếch tán âm thanh của nó rất là tốt. Mặt sau của nó thì nó sẽ có 4 đường ra loa 2 kênh, nhưng mà có 4 đường ra loa thì chúng ta sẽ chơi được hai đôi loa ở trên phiên bản này. Và em đã thử rất là nhiều những dòng loa khác nhau, thậm chí là những cặp loa có đường kính bát 40, con đẩy này vẫn chơi rất là tốt. Em luôn luôn để ở cái ngưỡng 12 giờ, không bao giờ vặn hết cỡ, tại vì con này nó rất là khỏe. Chúng ta sẽ sử dụng để sao cho nó an toàn để bảo vệ được loa. Con đẩy này thì giá trị là 8 triệu đồng. Tiếp theo con vang. Con vang là linh hồn của tất cả những bản nhạc và bản karaoke. Nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh các tần số bass chung chép của mic, của nhạc. Dùng con vang này để cắt tần số của loa trầm. Cũng như là ở đây thì chúng ta sẽ có phiên bản KM360 là vang số chỉnh cơ. Sẽ có rất là nhiều những cái tính năng mà được mặc định sẵn, lập trình sẵn ở trong con chip mà nhà sản xuất muốn đưa cho chúng ta. Chúng ta đang có 6 chế độ hát karaoke được mặc định sẵn và chúng ta sẽ điều khiển bằng một chiếc điều khiển từ xa. Chúng ta có thể căn chỉnh sâu vào cái đường effect, sâu vào đường mic, sâu vào đường nhạc. Thì đấy là những cái tính năng mà chỉ có những cái con vang số mới có thể làm được, nhưng KM360 thì rất tự tin để làm điều đấy cho chúng ta. Và tiếp theo một bộ mic không dây VK321 nữa sẽ là một cái sản phẩm để hoàn chỉnh bộ máy của chúng ta. VK321 thì hát rất là nhẹ, tiếng sáng bay và có bước sóng rất là khỏe. Sở hữu 4 dâu, chúng ta mang ra ngoài trời thì chúng ta đứng ở khoảng cách
60-70m², thậm chí là 80m², 80m chiều xa, chiều dài, thì chúng ta cũng có thể hát được. Và sóng của con này thì nó sẽ rất là ổn định, tiết kiệm pin, đầy đủ những cái tính năng là cảm biến nhiệt, cảm biến gia tốc, cũng như là cái công nghệ phủ bạc nano ở của mic. Và minh chứng cho điều đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe một bản karaoke. Thực ra là ở trong khán phòng, cái phòng test của bên em thì nó cũng hơi chật chội một tí, nhưng mà chúng ta chắc chắn là sẽ nghe đủ, đầy đủ được tất cả các giải. Và khi ra không gian lớn thì cái bộ giàn này em tự tin rằng nó sẽ khuếch đại rất là lớn, chúng ta nghe nó sẽ cực kỳ mạnh và hay nha các bác. Các bác có nhu cầu thì xin mời ghé qua showroom của bên em, 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Hoặc có thể cần tư vấn trước khi ghé qua, trước khi mua hàng thì có thể gọi đến hai số điện thoại hotline em ghi ở phía dưới. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đeo tai phone vào và thưởng thức một bản karaoke nhé. Hỏi đã xanh xao bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ai ẩn bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong mai. Trời đừng bao tố để yêu đương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Tình yêu đã vỡ cánh rồi, là hoa rót mật cho đời, chắc chiều kỷ niệm. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, tháng ngày là men say nguồn thơ.